gặp mấy đứa em ở cũng Việt Nam luôn. Trùng trùng hợp với đi trên chuyến xe luôn mà ba anh em không biết. Đây giờ đi vòng vòng ba anh em thì giống như là anh chào Rồi đến đây để tham quan nhà cổ đi này. tham quan mấy cái nhà cổ không? Dạ. Ở đây là nói chung ra là cổ quá trời cổ Dạ, đến đây nhà cổ mà. ha. Công nhận xây, anh công nhận luôn, xây cái nhà mình thấy chất lượng ghê luôn ha. Công nhận Thụy Sĩ này xây để em đâu có giống Việt Nam mình mà xây gạch đâu, Dạ, đúng đúng không? ạ. Toàn là bê tông với lại đá xanh không, Việt Nam mình mà nhà cổ hồi thời xưa là toàn bằng vôi với lại bằng kia, bên đấy là đúng rồi. Ở bằng đây em thấy không, tường Dạ. chất lượng như không, nó đổ không chứ đâu phải là xây gạch đâu, phải không? Bởi một căn nó không biết Lung phong phong đó. Đây nè, ở đây cũng quán xá hay gì ta. ở trên này nhà cũng nhiều lắm. Cái nhà thấy không? Ở đây là khu, ở trên đây là nói chung ra là cổ không, nói chung ra là Anh cũng quen chú Hiền à. cổ là cái gì. Nay đến đây có nhà cổ nó có gì nữa. Ở đây chỉ có nhà cổ thôi nè, Không có gì nữa hết. không có gì hết á, chỉ nhà cổ thôi. Dạng này gần gần đấy có một quán Việt Nam, quán neo neo của Việt Nam, Ở đây cũng có một tiệm Việt Nam nữa hả? Mà tiệm nail hả? tiệm neo Hả? mới mở. Mới mở hả? Ở đây, đây có cái quán hay gì nè em? Ở trên lầu phải không? Cái nhà người ta. Ở đây là sống thấy yên bình quá ha. Quá yên bình luôn, thật sự luôn mà nói luôn, yên bình ghê luôn. Nghe thấy không? Này dòm lại coi, chỉ có hai anh em mà, nó chỉ có hai anh em đi thôi nè, không ai vô tình nữa, ba anh em lận. Bây giờ cái em trai khi đi Em đâu kia rồi? đi đâu rồi? Ok, cái em trai khi đi đâu rồi? Thì hình như không phải đi hướng này không. Đâu đi hết. Giờ đây ra tới đường cái rồi nè, ra tới đường cái rồi đó. Anh có lên cái chỗ triển lãm hội chợ không? Anh dần lên Đi ở đâu? chỗ gần gần cái ga mình đi lên đấy. À chỗ đó đó hả? Dạ. Đông không? Bán gì chẳng nhỉ? Nó theo triển lãm đồ dùng đồ ô tô các kiểu đó, À nó dẫn cho hội chợ. đi đi hai anh em mà sẵn giờ đi không biết đi đâu, anh hai anh em ghé lên trên đẹp kia thấy nha. Chung ra là anh em bây giờ đi đại luôn á, đại luôn chứ cũng không biết sao giờ. đi mò đường đó. Đây chung ra là gặp hai đứa em thì cũng vô trình, nãy đi chung xe rồi mà không có hai đứa em rồi, lạc anh đứa rồi cũng đi chơi luôn á, hai đứa em cũng đi chơi luôn. Nhà thấy không, ở đây nè đẹp ghê không, nói chung ra ở đây rất là yên bình, cuộc sống yên bình ghê luôn. Quá trời đúng chứ. Bữa nay luôn hả? Đi thẳng hả? Bây giờ hai anh em đi tìm đường đến ngay chỗ chợ. Anh em đi tới ngay chỗ chợ, bây giờ kiếm
bấm cái Google Maps đi á, để tìm thấy cái hòn chợ nãy. Băng qua không? À, quán cà phê nè. Quán cà phê nè. Nói chung ra là mình đi ngay ra nãy đó đúng không? Dạ. À, rồi mình đi ra nãy, vậy là ngay chỗ bán đờn nãy kìa. Chỗ bán đờn nãy đó. Rồi mình quẹo lại, đi về. Đây cũng đông quá chứ ha. Trên này nhiều hàng nhiều lắm. Phải không? Dạ. Em đông ghê luôn á. Anh xuống đây 2 lần. Đây là quán bar, cà phê bar. Cà ghi. Cà phê. Bên đó là cà phê nhà. Bên này quán bar cũng nhiều mà. Đó. Thấy không? Nào, 2 như 2, 3 con 3. Đúng ha. Giờ này mình băng qua luôn ha. Rồi. Ok. Đây là cái chỗ mẹ mình đi. Chỗ nào mình đi nè. Bây giờ mình đi thẳng lên đó hả? Đây cũng bán đồ điện tử luôn. Nhà đây cũng được lại. Đúng không? À. Qua đây ha, quay qua đây. Nè, chỗ này bán đờn nãy nè. Ủa, cái em trai khi đi đâu rồi, có điện nó chưa? Dạ. Có điện nó không? Hay lát nó đi đâu nó lạc mất tiêu luôn. Đấy, chỗ nếu điện rồi về anh lên chỗ kia về thôi. À. À, thằng cô kia. Ừ, thằng kia. Cho nó đi chơi đó. Em tên gì? Quân. Quân hả? Dạ. Anh tên Lâm. Chung này đi lên đây chủ yếu là gặp em. Bây giờ em nó đi du lịch rồi. Đi du lịch rồi giờ cái tình gặp hai đứa em. Giờ hai anh em cũng mò mò đi vòng vòng luôn. Cũng dễ thương. Gặp. Cái chỗ này là cái chỗ nãy của mình đi lên đó bằng cái xe giống như xe điện vậy đó. Còn bây giờ ở đây là mình đi lên cái hội chợ, ngày em dắt lên hội chợ. Anh em dòng đi tham quan lại hội chợ nha. Nhà thấy không, nhà rất đẹp. Trên đây thấy em cũng đông ghê luôn á chứ. Thấy không em ha, đông ghê luôn. Khu này là mới xây, cái khu nhà kia như là cái này là như cái cất theo cái kiểu mới giờ đúng không? Còn mấy này mới cũ nè. Đó, cái giống này là mới xây. Ừ, giống này là mới xây nè, anh giờ mình thấy cái cấu trúc của nó mới. Còn như mấy này là mấy cái cổ nè. Ủa này giống chỗ nãy mình cái gì? Đúng không? Chỗ nãy nếu mà mình đi thẳng lên đây nó cũng ra đây mà. Đúng không? Đúng. Phải không? Đúng rồi, em không quen được. Đúng rồi. Hai anh em giờ đi mò luôn nè. Em không quen được. Đúng rồi, hai anh em nếu mà đâm thẳng lên đây. À. Nó bán gì cho anh mà? Triển lãm. Triển lãm trên đó. Phải chở triển lãm. Giờ hai anh em đi qua đó coi họ chỉ muốn gì.
Đây là cái nãy giờ, nãy em có vô trong đó chưa? Vô rồi hả? Vô xem. Ừ. Cái dòng cái cơ trống nó bán gì? Nói chung ra là tay thì nó bán đồ ăn với những cái quảng cáo đồ này kia thôi chứ đâu có gì đâu ha. Hình như là vậy. Ôi xíu. Đây cái giờ mình đi vô trong đây mình coi nha. Đây là anh ta bán đồ ăn nè. Ở trong đó nguyên có một cái khu trong đó bán đồ ăn. Đây nè, bán đồ ăn quá trời anh em cả nhà. Bán đồ ăn. Ôi xíu. Ai đi vô đây vô hả? Đây, giờ đi vô đây mình hên quá, nhờ em nó giống như hướng dẫn viên du lịch luôn. Đã bán máy móc. Bán máy móc nè. Thấy không? Bán máy móc, bán đồ bán đạc, bán xe nữa nè cả nhà. Giới thiệu họ giới thiệu xe hết giờ luôn. Đó cho đẹp ghê không? Xe đẹp không? Quá trời, xe đẹp quá. Quá trời. Xe này xe cổ nha coi. Cổ đẹp ghê luôn thấy không? Nó cho nguyên liệu lên kìa. cho lên á. Cái lên chụp hình rồi kia nọ đó. Lên chụp hình. Đó, cho lên chụp hình đó. À, lên cái mình lên đó kìa, nó có cái máy chụp hình kìa. À, nhưng mình bỏ tiền vô á. Bỏ tiền chụp hình á. Bỏ tiền vô á. Anh bỏ tiền vô đó cả nhà. Rồi xong rồi mình lên xe này và nó sẽ chụp. Cái máy động nó sẽ chụp tự động. Xe này của rồi xe này thời cổ dữ lắm rồi. Đây là bán tất cả máy móc luôn ha. Đây là xe chữa lửa, cứu quả vậy. Ở đây là một giống như một cái hội chợ để trưng bày. Đây là xe nè cả nhà, xe đạp nè. Bonjour. Đây quá trời. Đây giờ mình coi thêm một cái chiếc xe. Đây. Họ giới thiệu cửa nè. Đó, cửa nè. Những cái cửa đẹp dễ sợ đẹp không? Tấn công của thị sĩ ở đây nè, thấy không? Đẹp ghê luôn á. Quá, xe nè. Quá, chiếc xe này của MG này hình như của thằng Thái phải không ta? Biết cái xe này không? Hình như là của thằng Thái á, thấy không? Ô, đẹp ghê luôn nè cả nhà. Thấy ghê không? Quá trời luôn, giòn nó mẫu mã đẹp dễ sợ. Xe của Thái. Ở bên đây là gian hàng đồ ăn đúng không? Mình đi xuống đây chút không? Đi xuống đây chút ha. Xuống đây coi nó bán mấy móc mấy đồ. Giờ hai anh em vô tình đi. Vô tình hai anh em phát hiện cái chỗ này đó. Mình cũng biết là em thì nãy nó cũng đi mù mò lên đây giới thiệu mình. Để lên đây giờ quay. Người giờ mình quay đây. Đây là chúng thử vụ. À quay hả? Vô quay đi. Bán xe bán đồ chơi quá trời. Bán gạch, bán mấy cái ngói nhà, mấy cái mái hiên, dụng cụ để làm nhà làm cái. Họ triển lãm cái này. Đây là nón. Đây bán ga giường. Giống như một cái triển lãm đây, họ bán ga giường rồi nè. Gạch dán nè, dán để lót sàn. Gối, gối. Đây thì đồ ăn, những món đồ ăn. Đồ ăn này chắc của các nước đó, không có gì châu Á mà. Thấy Tây thôi, thấy người Tây họ bán không? Ngon ghê không? Dòng nó đã ghê không? Nó bán bia, bán rượu nè. Rồi có bán bằng ủi nữa kìa. Ôi chưa. Rồi máy giặt nữa nè. Ở đây cũng một chiếc xe nữa nè cả nhà. Đó là đây nè. À, họ trưng bày bán những cái xe với lại vật liệu đồ ha. Rồi. Đó, thấy đã, xe đẹp không?
Còn bên đây thì mô tô họ cho mượn chụp hình nè. Giống như bây giờ mình bỏ tiền vô đó, giống như xe hồi nãy vậy đó, mình bỏ vô cái mình chụp hình. Ở đây thì cái xưa đây, đẹp luôn. Đây thì rượu, nói chung là quậy, đây là quậy rượu nè. Wow, chiếc này mới đẹp nè. Wow, chiếc xe này quá đẹp luôn kìa. Quá đẹp luôn cả nhà. Wow, ra một xe đẹp luôn cả nhà. Quá trời hội trưng bày á. Quá trời đẹp luôn. Dòng xe cũng thiết quá trời. Ở đây thì họ bán máy cắt cỏ, máy tất cả các loại máy cắt cỏ nè, tự động hay tự luôn nè, thấy không? Đây là bán máy cắt cỏ. Thì hai anh em đi vòng qua đây tới phiên ở chỗ bán đồ ăn. À, bên đây là bán đây quần áo rồi tất cả các thứ. Đây là một cái hội chợ lớn thiệt cả nha. Hội chợ lớn ha, lớn ha, cái hội chợ lớn ghê luôn á. Nói chung là treo quần tấm tăng lớn dòng hết luôn mà. Đây là bán nữ trang này, bán cái gì vàng rồi đó. Ở đây là những cái quầy rượu. Trong này trong rộng ghê luôn á. Trong đây rộng ghê á. Đây là giống như cái bên bàn bên bông. Bán áo quần. Nói chung là ghế salon được luôn. À, khu bên đây bán ghế. Chỉ có dòng nãy là hết rồi đúng không? Cái tấm tăng hồi nãy mình dọn ngoài á. Nhưng mà cũng lớn lắm ai. Nói chung ra ở đây là họ bán trưng bày những cái sản phẩm của họ nè. Giống như bây giờ mấy cái tôn rồi nè, thấy không? Tôn rồi tất cả các thứ phụ kiện đó. Về bên ngành xây dựng á. Đây là máy diễn biết luôn, máy diễn biết, máy thở mấy gì đó, máy thở oxy hay gì đó cái này. Đây máy móc nè. Wow, bán vít bán đồ nè, vít khóa, vít ốc nè. Họ tất cả mọi thứ họ đem cái sản phẩm của họ ra họ trưng bày nè, thả không, quá trời ốc vít luôn. Ở đây là máy móc thở, ống nước rồi kia nọ, nó tống ga bình, nói chung ra là những cái sản phẩm mà đây, bán đồ ăn cái này. Quá trời đẹp, bán cắt thịt họ, họ giống như mình họ cắt đó, ai muốn thử ăn thử gì đó, họ quảng cáo cái thương hiệu của họ rượu luôn đó nè. Đấy là còn gặp bên đó là bên đó nhà hàng hả? Nè bên đây là nhà hàng kia, đúng rồi, bên đây nhà hàng cũng ăn nè, bánh mì nè, bốn mì mượn thấy khủng khiếp. Ở đây là ăn đồ uống không nữa rồi. Ô, quá trời luôn. Công nhận cái này cũng hên á, đi một vòng mà gặp mấy đứa em nó vậy đó, về quảng cáo rồi. Quá trời quá đất. Đây nói chung là một cái trung tâm lớn. Giống như có ngày á, có một ngày nào á là người ta một cái tụ tập lại đây. Người ta làm ra một cái hội chợ gì đó nè. Cả nhà coi là xe nè, đã không? Quá trời, cái xe này đẹp ghê luôn á. Xe đẹp ghê luôn ha. Xe địa hình á, đẹp ghê luôn. Ủa, cả nhà thấy không? Đây đó nè, bên kia đó kìa.
quá trời đẹp luôn kìa. Mô tô kia cũng đẹp. Trời, trước đây nó là mô tô là Ducati, hàng Ducati. Quá đẹp ghê không? Cả nhà thấy không? Những cái xe này xe địa hình, còn cái xe này chở gì? À, xe ủi ghét của đồ nè. Giống như xe ô tuyết đấy. À đúng rồi, ô tuyết đâu, đúng rồi. Xe kia nhiều quạo quá ha. Ok. Ô hết rồi. Ok. Giờ anh em mình về xuống dưới. Hả? Đây ra được mà. Được, đưa ra được mà. Đó. Được. Đó, nó ra đó. Nói chung ra giờ hả, em đi một vòng vô trong cái hội chợ đó cả nhà. Lại xem. Đi vô hội chợ. Họ bán những cái đồ mà máy móc xe đồ hàng ăn đồ quá trời quá đất. Giờ anh em đi về. Rồi giờ cái video của hai anh em tới đây nha, thì vô tình cái duyên của hai anh em tới đây với cả nhà nè. Ok, cả nhà chào cả nhà nha. Bây giờ hai anh em mình cúp cái video ở đây. Chào cả nhà nha. Chào em. Ok.